Võ Văn Thưởng cay đắng thừa nhận thất bại trên mặt trận truyền thông. Thế lực thù địch tấn công. Trước đây trên mặt trận truyền thông, Đảng Cộng sản Việt Nam một mình một sân, nhà nước quản lý tất cả các thể loại báo chí như báo in, báo nói, báo hình, báo ảnh, sân khấu, điện ảnh. Lại có cả một hệ thống báo cáo viên khoác lác đi khắp các cơ sở nói những chuyện mà nếu đăng báo dễ bị bắt bẻ. Vì chỉ có thông tin một chiều nên người dân nói sao biết vậy. Những thông tin vỉa hè trái chiều chỉ có ý nghĩa đối với một số rất ít những người có tư duy cấp tiến và nhạy bén về chính trị. Vì vậy mới có câu đài bảo, báo đăng, cãi đài à. Đài báo đã nói là phải đúng. Tình hình thay đổi một cách ngoạn mục từ khi Việt Nam hòa vào mạng Internet toàn cầu năm 1997. Sang thế kỷ 21, ngày càng nhiều người sử dụng Internet, thậm chí coi Internet là một phần của cuộc sống. Theo số liệu báo cáo từ tổ chức We Are Social, tính đến tháng 1 năm 2018, cách nay một năm rưỡi, Việt Nam có 64 triệu người sử dụng Internet, tức là 2/3 dân số. Thông tin đa chiều trên mạng Internet khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam không thể kiểm soát nổi và không còn độc quyền thông tin nữa. Thông tin đa chiều làm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ và tinh thần của con người, đặc biệt là vấn đề chính trị, xã hội theo hướng bất lợi cho thể chế chính trị. Tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hôm 5 tháng 7, Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam, thừa nhận trong đảng có rất nhiều cán bộ đảng viên, kể cả là có những đảng viên từng giữ chức vụ trung và cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị, suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Võ Văn Thưởng cũng nhận ra thế lực thù địch sử dụng Internet và truyền thông xã hội để chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn, muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, những giải pháp mà ông ta nêu ra lại rất chung chung, quen thuộc, như thể trích trong những nghị quyết đảng trước đây, khó có thể làm thay đổi tình hình. Võ Văn Thưởng khẳng định tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề cấp bách. Ai cũng hiểu nền tảng tư tưởng mà ông ta nhắc tới ở đây là chủ nghĩa Mác Lê. Ngay từ giữa thế kỷ trước, chủ nghĩa Mác Lê đã bộc lộ ra những khiếm khuyết thể hiện ở các quốc gia đi theo và vận dụng học thuyết này. Cho đến cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, khối xã hội chủ nghĩa đã đồng loạt sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu. Vì vậy, việc bảo vệ cái nền tảng tư tưởng này vất vả là phải. Bổn cũ soạn lại, Võ Văn Thưởng đổ cho các thế lực thù địch. Có lẽ chỉ ở Việt Nam, mọi khiếm khuyết kém cỏi xảy ra, người ta đều đổ tất cả cho các thế lực thù địch. Đó là có một trào lưu tấn công vào chủ nghĩa Mác Lê, không phải bây giờ mới có. Và tất nhiên tấn công cả những người bảo vệ nó. Có hai yếu tố cần thiết khi tranh luận một vấn đề là lý luận và thực tiễn. Thực tiễn là cơ sở của lý luận và lý luận soi đường cho thực tiễn. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang bế tắc cả về lý luận và thiếu về thực tiễn. Những vấn đề đấu tranh giai cấp, giá trị thặng dư không còn đứng được. Nhiều luận điểm cốt lõi tạo nên chủ nghĩa Mác Lê đã phải loại bỏ trong thực tiễn như nền kinh tế tập trung, bao cấp, chức năng kinh tế của nhà nước bị thu hẹp, chấp nhận kinh tế thị trường dẫu vẫn còn cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện thực xã hội và sự bế tắc trong hướng giải quyết lại càng không thể chứng minh cho tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, chống đỡ với cái gọi là thế lực thù địch là một việc làm vô cùng khó khăn. Tại hội nghị này, Võ Văn Thưởng than, người đấu tranh bảo vệ và phản bác lại thụ động hơn, lại phải chờ định hướng, thậm chí là chờ chế độ, chính sách. Ai ngồi chờ chế độ, chính sách? Những người Võ Văn Thưởng vừa nhắc đến là ai? Vì yêu cầu phải phản bác, phải định hướng. Ắc những người này làm công tác tuyên truyền, tức là do tuyên giáo quản lý về nghiệp vụ. Còn ai là người chờ chế độ, chờ chính sách? Hẳn không phải những người làm công việc tuyên giáo, đã có vị trí ở các cơ quan đảng hay là bộ máy hành chính có lương bổng hậu hĩnh. Họ có nhiệm vụ cụ thể, chứ không phải là bám mạng cãi nhau với thế lực thù địch. Vì vậy, những người chờ chế độ, chính sách chỉ có thể là lực lượng dư luận viên. Cư dân mạng không ai còn lạ về lực lượng này, thường gọi là đám ba củ. Cái gọi là bút chiến của đám này chỉ là những câu vỡ lòng, tầm cỡ như không có bác thì làm sao có chúng mày, mà ai cũng dễ dàng phản biện. Bí quá thì đám này phản biện bằng cách đổ phản động, hay cùng lắm là nói tục chửi thề. Số dư luận viên có trình độ cao hơn một chút thì được giao lập những trang blog với các nhiệm vụ như bịa đặt, xuyên tạc, photoshop hình ảnh nhằm bôi nhọ những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Các trang blog này không công khai danh tính, thường ký tên bằng những bút danh phu vơ nào đó và ban biên tập cũng không có nút.
Dư luận viên cấp thấp chuyên đi comment chửi dạo cũng thế. Khả năng bút chiến trên mạng của dư luận viên cho thấy bút chiến không phải là việc đơn giản dễ dàng. Nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là trình độ của dư luận viên rất thấp, tư cách lại càng không có. Thứ hai, điều này quan trọng hơn là rất khó bảo vệ những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm và tuyên truyền. Vì vậy, dư luận viên mệt mỏi, chán trường là điều dễ hiểu. Không có lẽ phải thì bênh vực cũng khó lắm chứ. Cố lắm thì chỉ biết chửi là cùng. Khi chế độ chính sách được đảm bảo, thì cái đám này còn chửi cho đủ chỉ tiêu. Còn nếu chậm hoặc là không có thì uể oải hay nằm im. Ngược lại, những người đấu tranh chẳng có bất cứ chế độ gì. Ngoài chuyện nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng họ vẫn đưa ra những thông tin khách quan, những lập luận sắc bén, còn tinh thần thì không mệt mỏi. Cái họ khác với dư luận viên là ở chỗ ấy. Về phía trả lương cho lực lượng ba củ, có lẽ họ cũng nhận ra điều này. Phải nói, việc sử dụng dư luận viên là hại nhiều hơn lợi. Việc chửi tục cãi cùn bịa đặt xuyên tạc bôi nhọ người khác thô thiển tới mức không ai tin, không cần kiểm chứng, cũng biết là bịa đặt, là mất mặt đảng vì ai cũng biết dư luận viên là sản phẩm của đảng. Nói cách khác, người ta nhìn vào dư luận viên thì thấy bộ mặt của đảng, biết khả năng bút chiến của đảng. Vì vậy, việc nuôi lực lượng này gần đây có phần sao nhãng. Nhắc tới lời than của Võ Văn Thưởng về việc chờ chế độ, chính sách, nhiều Facebooker nhận xét, thảo nào từ Tết đến giờ thấy đám ba củ bớt hẳn. Võ Văn Thưởng không muốn đối thoại nữa. Hôm 5 tháng 7, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng có bài giảng khá dài cho các báo cáo viên cấp dưới. Thời buổi bây giờ, bài giảng tới 75 phút là dài, chẳng biết học trò của Võ Văn Thưởng nghe được đến đâu hay là ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin. Theo như báo Thanh Niên tóm tắt, thì Võ Văn Thưởng nêu ra toàn những mối lo là mối lo. Đương nhiên, theo bài vở thì mối lo đầu tiên phải là thế lực thù địch chống phá. Bản thân không ra gì, nhưng cái gì cũng đổ cho thế lực thù địch. Mở miệng ra là thế lực thù địch. Thế lực thù địch ở đây còn chia ra ba nhóm cho khoa học, biện chứng. Đáng chú ý và cũng khá thú vị là Võ Văn Thưởng cho rằng thế lực thù địch còn nằm ngay trong nội bộ đảng, giữ chức vụ chung hoặc cao cấp hẳn hoi. Rồi mới lo yếu kém ở khâu quán triệt nghị quyết, phổ biến chưa hay, người nghe không chú ý, xử phạt báo chí không đủ răn đe. Điều đáng chú ý nhất trong bài giảng của Võ Văn Thưởng mà báo Thanh Niên dùng để giật tít. Ông Võ Văn Thưởng, Internet là xa lộ, cho mấy làn xe chạy là quyền của chúng ta, là lối tư duy sặc mùi độc tài của anh ta. Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 làn hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6 hay là 8 bánh chạy là quyền của chúng ta. Phần bình luận của bạn đọc về báo cũng chủ yếu xoay quanh việc Võ Văn Thưởng đòi hạn chế, cấm đoán Internet này nọ. Trong 9 comment thì chỉ có một ý kiến ủng hộ, một ý kiến chung chung, còn lại là mai mỉa, cho rằng lỗi ở mình còn kêu ai. Giọng của Võ Văn Thưởng lần này có vẻ cay cú, bi đát, chứ không như 2 năm trước đây. Ngày 18 tháng 5 năm 2017, bàn về việc trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đảng, Võ Văn Thưởng nói khá tự tin, chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ sát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý. Võ Văn Thưởng còn cho biết, Ban tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước. Từ chỗ không sợ tranh luận đến chỗ đòi hạn chế Internet, Võ Văn Thưởng đã đi một bước khá dài về độc tài hóa tư tưởng. Từ chỗ muốn cọ sát và tranh luận, Võ Văn Thưởng đi đến không muốn nghe ý kiến trái chiều ở trên các làn thông tin mà Võ Văn Thưởng muốn hạn chế. Ấy là nhắc đến lời nói, chứ trên thực tế, 2 năm qua, chưa hề có một cuộc đối thoại nào, bất chấp sự phản đối, luật an ninh mạng vẫn cứ ra đời. Đây là luật mà dư luận, trong đó có nhiều nhà chuyên môn, cho là không cần thiết, bởi những nội dung nó đề cập đều đã được thể hiện ở nhiều luật khác. Không hề có đối thoại, nhưng lại có thừa những vụ bắt bớ do sử dụng Internet, mà chủ yếu là Facebook, bị quy chụp là tuyên truyền chống phá nhà nước.
Nhiều trang mạng trái chiều bị chặn, trong khi rất nhiều trang chuyên bị đặt và chửi bới tha hồ dựng chuyện, xuyên tạc, bôi nhọ những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Thế mà Võ Văn Thưởng vẫn cứ lo, đòi bóp mạnh hơn nữa tự do ngôn luận. Internet là phát minh vĩ đại, làm thay đổi lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên, bất cứ người dân nào cũng có thể cung cấp thông tin và tham gia vào mạng thông tin toàn cầu. Mỗi người dân đều có thể trở thành một nhà báo tự do, làm cho khối lượng thông tin vô cùng phong phú. Nhờ có Internet, kiến thức khoa học, kỹ thuật và chính trị, xã hội được phổ biến tiện lợi hơn bao giờ hết. Con người ở mọi nơi trên trái đất trở nên gần gũi nhau hơn. Và cũng nhờ Internet, mọi mảng tối dần bị phơi bày ra ánh sáng. Nhờ thông tin đa chiều, người ta cũng dễ phân biệt hơn điều hay lẽ phải. Phải chăng Võ Văn Thưởng sợ nhất điều này, cho nên anh ta hô hào cho sử dụng Internet đến đâu là quyền của chúng ta? Với phát ngôn này, Võ Văn Thưởng không cần đến những thông tin trung thực, không cần đến những phản biện, những ý kiến trái chiều. Võ Văn Thưởng muốn một xã hội không có phản biện, một tổ chức chính trị không cần phản biện, thì hoạch định đường lối chính sách ra sao? Điều này chỉ có hại cho đảng của Võ Văn Thưởng mà thôi. Võ Văn Thưởng là ủy viên trẻ nhất Bộ Chính trị, trẻ hơn người tiếp theo tới cả chục tuổi. Con đường chính trị vì vậy có thể còn dài, và có lẽ vì vậy Võ Văn Thưởng phải thể hiện mình hăng hái, kiên định lập trường tư tưởng để chiếm lĩnh những vị trí cao hơn. Anh ta lại học toàn Marx với Lê, nhìn sang ông Trọng cũng học Marx Lê và xây dựng đảng, chiếm được cả hai ghế trong tứ trụ. Nhưng việc tiến thân không chỉ trông vào mấy thứ đó mà còn cần nhiều tố chất, trong đó có cả sự khôn khéo nữa, cho dù khôn ngoan trong bịp lừa. Hăng hái quá, nói năng bạt mạng sẽ làm mất uy tín của đảng. Hăng hái quá sẽ bộc lộ những gì mà đảng đang muốn giấu, chưa chắc đã được đồng chí của mình ủng hộ. Việc này vô hình chung làm tổn hại đến đảng, kiểu hăng hái, trung thành như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Quyết Tâm là một ví dụ. Đinh La Thăng cũng là mẫu người hăng hái, sốc vác, giữ chức vụ cao nhất cho đến nay, trước khi làm ma tù. Tuy nhiên, thế lực thù địch có thể rất cần những người như Võ Văn Thưởng leo lên ở vị trí cao hơn nữa. Thân thế và sự nghiệp của Võ Văn Thưởng, phần cuối. Sau chuyện tình sâu đậm, ân nghĩa của anh Thưởng với chị Vân Quảng Ngãi thì sẽ có rất nhiều người đặt câu hỏi rằng sao anh Thưởng lại được trọng vọng và lên nhanh trong chính trường quyền lực như vậy, để một tay che cả bầu trời, lại nâng đỡ cho cả người tình của mình cùng cất cánh. Những mối hoài nghi từ trước tới nay vẫn nói anh Thưởng là con không chính thức của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết cho thấy anh Thưởng mới chỉ là xém chút xíu chứ không phải là con của ông Kiệt, cũng như con của Võ Trần Trí mà người ta vẫn đồn đoán. Vậy Võ Văn Thưởng là con của ai? Anh Thưởng được sinh ra trong một mối tình đầy ngang trái ở nơi xứ người, Liên Xô cũ. Đó là một thành quả của cuộc tình yêu nghiên cứu sinh giữa ông Quang Hà và bà Lương Cầm, sau này cả hai đều là giáo sư, tiến sĩ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Hà sinh năm 1937, nguyên là viện trưởng điều tra quy hoạch rừng, được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Còn giáo sư tiến sĩ Phan Lương Cầm cũng là một nhà khoa học nổi tiếng về lĩnh vực điện hóa. Bà Phan Lương Cầm là nữ giáo sư tiến sĩ đầu tiên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bà là một trong những người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Kỹ thuật Ăn Mòn và Bảo vệ Kim loại Việt Nam. Bà hiện là chủ tịch danh dự hội. Quay lại chuyện mối tình giữa trời Tây của ông Hà và bà Cầm. Sau khi tình yêu hai người đang độ chín thì bà Cầm lỡ có thai. Trong lúc bà quyết giữ kết quả của tình yêu ấy ở độ tuổi lỡ thì, còn ông Hà quất ngựa truy phong cao chạy xa bay, một đi không ngoảnh lại. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau nơi xứ người, hoa kia đã đến kỳ trổ, một cậu ấm kháu khỉnh đã ra đời vào cuối đông năm 1970, đó chính là Võ Văn Thưởng bây giờ. Bà Cầm ngậm đắng nuốt cay trong nước mắt, đành gửi con về Việt Nam cho mẹ đẻ nuôi để bà tiếp tục đi học. Cuộc đời ai chẳng có sự cô đơn buồn tẻ, ai sinh ra chẳng có ham muốn nhục dục ở cõi tạm phàm tục này. Cũng vì thế cho nên, Tố Hữu cũng cảm thông sự cô đơn buồn tẻ ấy. Tố Hữu đã mai mối cho ông Sáu Dân, tức là Võ Văn Kiệt, nhằm kết mối xe duyên, bởi vợ của ông Võ Văn Kiệt cũng đã qua đời được khá lâu. Nghe Tố Hữu nói vậy, ông Sáu Dân không quản đường xá xa xôi, lặn lội tìm nàng tận bên đất nước của Stalin yêu dấu.
Ông Sáu Dân đến gặp nàng Cầm và chấp nhận hết mọi oan trái của nàng. Về nước, ông Sáu Dân đã báo cáo luôn với Bộ Chính trị để làm lễ cưới. Tuy nhiên lúc đó ở Hà Nội, lời ra tiếng vào không đồng ý cho Sáu Dân qua lại với một người phụ nữ đã có con riêng. Mặc dù vậy nhưng ông Kiệt vẫn giữ kín mối liên lạc với bà Cầm. Mỗi lần ông ra Hà Nội lại nhờ anh em văn phòng chuyển tới tôi, khi thì cuốn lịch, khi thì ký lạp xưởng. Tôi không nhận thì anh em bảo thủ trưởng ra nhờ chút việc mà anh em không hoàn thành thì bị phê bình chết. Cái tên Võ Văn Thưởng ngày nay cũng là do chính ông Sáu Dân đặt cho. Một người không ăn ốc mà phải đi đổ vỏ, kể ra thì cũng đáng thương cho ông Kiệt thật. Nhưng ít ai biết, đó là lẽ đời nhân quả ông Sáu Dân phải nhận mà thôi. Chuyện nhân quả tôi sẽ hầu vào một dịp khác, bởi ông Kiệt cũng từng quất ngựa truy phong bởi cô Hồ Thị Minh, định để cho ông Hồ đổ vỏ. Còn bà Phan Lương Cầm sau khi tu nghiệp sinh ở Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, mang tên Lomonosov Liên Xô, bà Cầm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về chuyên ngành điện hóa, ăn mòn kim loại. Đầu năm 1973, bà về nước và tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà Cầm cũng là chủ của đề tài luận chứng kinh tế khu lọc hóa dầu Quảng Ngãi. Cũng vì mối tình nặng sâu như vậy nên anh Thưởng được đưa về Quảng Ngãi làm bí thư. Là vì lẽ đó. Vậy đến đây là rõ thân thế và sự nghiệp của anh Thưởng như nào, lý do vì sao anh ta lại phất nhanh như vậy.